Cục bột bánh phồng tôm của anh em mình đã thành hình rồi nha mọi người nhá. Bây giờ sẽ cho lên hấp. Đấy, mọi người tưởng tượng là một cái bánh phồng tôm nó nhỏ như thế này mà nó phồng to ra như thế này. À, như thế này. Thì một cái như thế này nó phồng sẽ như thế nào? Bằng cái bông. Không biết là thành công bằng bật bếp lên hấp. Bây giờ hấp chín ra nhá mọi người nhá. Xong rồi làm khô nữa cơ. Để sôi rồi mới cho vào chứ. Không, hấp luôn. Cho đẩy ra vào. Hấp cho nó chín đi đã. Rồi đến đoạn tiếp theo rồi. Kiểu gì chẳng ăn được mọi người. Wow, thành là nó lên một cái màu rất là đẹp nha mọi người nha. Màu của tôm ấy, đỏ ấy. Mùi cũng khá là thơm. Nhưng mà mình phải hấp cho nó chín hẳn luôn nhá. Ngon. Hấp cho nó chín hẳn. Ngọt được lắm đấy anh nhỉ. Bánh ngọt 15 phút rồi nhá. Xong rồi cho ra sẽ mình sẽ không lò dùng lò nướng nữa. Mà mùa này mùa đông không có nắng, mình sẽ phơi bằng một cách đặc biệt. Úm lượng. Bóng úm lượng. Rồi. Bây giờ bắt đầu cho ra nhá mọi người nhá. Wow. Khá là nóng. Bây giờ bắt đầu hàng khô. Ủi nhớt lắm. Bây giờ sẽ bắt đầu cho lên để phơi nhá mọi người nhá. Khá là dính này. Phơi. Không có nắng thì mình dùng cái cách gọi là hiện đại hơn. Đó là dùng cái bóng úm lợn này để phơi nhá. Rồi, ok nhá. Mình thấy người ta phơi khoảng một ngày nhưng mà với cái nhiệt độ của cái bóng này thì mình phơi độ tầm 7-8 tiếng, lúc nào khô thì là được nhá mọi người nhá. Ok nhá mọi người nhá. Được khoảng tầm 3 tiếng. Ui giời, hồ điên à. Thế thì đến đây thì nhanh, chắc là tối là sẽ xong cái món này thôi. Mình tưởng phải đến mai thôi. Mình sẽ lật đi. Nhìn như kiểu bánh đúc của em nhỉ. Bây giờ sẽ lau khô cái này đi, lật lật lại và cho vào để hong tiếp nhé mọi người nhé. Cái bóng úng gà này cực kỳ nóng luôn. Lau khô này đi nhá. Bóc cái nước này ra mọi người ạ. Nếu mà để lại chuối đây cho nó chín nó cháy lại chuối luôn anh nhỉ? Cháy nó được. Nóng à? Nóng nên là nóng kia chứ có phải là... Có phải là... Nói đâu mà cháy được lá chuối. Thơm lắm. Mùi tôm nướng. Mùi như tôm... tôm như vậy có tỏi. Với thế không cho tỏi. Mùi hơi lạ một tí. Nó bắt đầu uống tiếp. Phơi là phơi đấy. Rồi. Thành mọi người 2 tiếng nữa là gặp lại. Ôi trời ơi. Bốc hơi luôn anh em. Nóng ui. Bốc hơi nè. Bây giờ sẽ thái mỏng nó ra nhá. Lại thơm rồi. Giờ thái mỏng nó ra để mai để tí nữa lại hong tiếp cho nó khô cứng như cả bánh phồng tôm ấy. Xong rồi chiên. Đây làm sao là thái lát mỏng được. Mình rốt quá. Đáng nhẽ ra mình sẽ làm một cái nồi hấp, xong rồi cho một chút dầu vào, xong rồi láng, xong rồi rang nó ra, lật lên lật lại thế là được. Mình lại đi làm một cái khúc to như thế này. Mình còn chưa biết là sẽ thái mỏng được nó ra không. Quả cứng lắm. Không tính lắm. Nhưng mà phải thật khéo léo để làm cho nó mỏng cái này nha mọi người. Không cho nó vỡ. Bỏng nhá. Thì nữa mình phải cho cái bóng điện lên cao một chút. Úi giời. Đây không khéo là nó sẽ bị rách mất. Trông rất là thơm cả nhà. Mao đệ còn đang chơi game ở trong nhà. Tối rồi. Cái món này là món ăn làm khá là lâu, mất thời gian ghê đấy. Cầu kỳ.
Mình chỉ sợ nó rách mất thôi. Cứ rất là vất vả đi. Để cứa nó ra nhá. May mà mình còn làm sớm đấy, đến lúc nó đông cứng rồi, à nó khô cứng rồi thì khả năng là rồi. Ok, được một chiếc phồng tôm khổng lồ rồi nhá mọi người nhá. Đấy, một chiếc này, tí nữa lại đem hong tiếp. Nhưng mà lại có một vấn đề nữa là đến cái đoạn này thì nó lại kiểu không khô, nó sẽ khả năng nó sẽ khó tách tiếp. Thế nên mình sẽ quyết định là tách thêm một miếng nữa thôi. Tách thêm một miếng nữa. Khó lắm, nó cứng. Tí nữa mai hong nó cứng hết cả cái này lên. Mình sẽ tách thêm một cái nữa thành ba cái này nhá. Sợ cái đoạn này nó hỏng này. Và nó hỏng nó sẽ bị trễ ra mất. Cứng kinh điển luôn nhá. Không phải cứng kinh điển mà tức là mình chỉ sợ động mạnh nó hỏng. Nó mất cái kia mất. Mất cái hình. Miếng này sẽ khá là dày, hai miếng phồng tôm này sẽ là khá là dày. Không biết là chiên lên có chín được không. Ăn được. Cái này bị bục, hai cái bị bục mất hình. Rồi, ok nhé mọi người nhé. Chỗ dày chỗ mỏng chỗ này không được đấy lắm. Như cái này ok nhất, cái này ok nhất, cái này như kiểu bánh đa đấy. Mày phải đi để đem phơi tiếp nha mọi người nhé. Ok mọi người nhá, sau khi cắt xong bánh mình sẽ tiếp tục hong tiếp, hong cái mặt là cho nó khô hẳn nhá. Món này mình mới đầu mình cứ tưởng nhanh tầm 6-7 tiếng là xong, bây giờ phải cho qua đi để cao cái này lên đó, không là nó nóng quá nhá. Đó, ok mọi người theo dõi nhá. Ok nhá mọi người nhá, mình đã để hẳn hơn một ngày tại vì ui, chạy luôn. Đó. Cháy rồi đó. Ừ. Cháy. Nóng quá, cháy luôn rồi. Thùng luôn kìa. Nóng lắm cái bóng này. Có thật sự rồi nhé. Tuy nhiên khi các bố mẹ uống lợn là tốn, rất là tốn điện. Ui, hồ cứng này. Nhưng mà dày. Đơ luôn. Dày quá. Ấm mày nhỉ. Ui. Hồ đét màu nắng dày này, không biết là nó nở không nữa cơ. Không biết là phồng tôm này của anh em mình có thành công không? Khô căng luôn. Bây giờ anh em mình sẽ cho ra rán nhé mọi người nhá. Bánh phồng tôm có 102. Đáng nhẽ ra anh em mình phải làm như kiểu có một cái gì nóng nóng ở trên, xong rồi múc một cái vụt cái xong xoa nó ra, lật lên lật xuống như kiểu bánh đa ấy, thì nó đấy hơi mỏng hơn. Thôi được. Không biết là thành công không này. Sẽ thử rán luôn nhé mọi người nhé. Nếu mà cắt nhỏ thì chắc chắn là sẽ thành công. Cắt nhỏ mà làm cục cục dài dài thon thon bằng người xong cứa khứa nhỏ. Thì anh bớt chắc chắn là anh làm thử bao giờ chưa? Phồng to thế. Từ bình tĩnh.
Bấm chó đi. Mình ra. Ô, đấy, có hiện tượng. Ôi, không, không. Tóc kiểu ra được rồi. Dày quá, hiểu không? Thế anh phải cho nhiều dầu vào cho chụp vào. Không, tại nó dày quá, không phải nhiều dầu hay ít dầu. Ây da, dầu phải chụp cơ. Đấy. Bắt đầu phông rồi. Bông tôm rồi, bông tôm rồi. Cái lật cái lại. Đấy, nhiều dầu nó phải sung sung to lắm. Ừ, tí nữa cho thêm dầu để chiên mấy cái kia. Bỏ ra, tí chứ chiên tiếp. Ôi, cũng không phồng lắm đâu nhưng mà trông như cái đánh đà ấy. Giờ sẽ cho thêm dầu à. Cho bỏ ra, cho thêm dầu vào chiên nhẹ nhẹ. Tí nữa nó to bằng vanh rồi đặt cốc ấy. Bao nhiêu à? Bao nhiêu to lên cho sủi chút chút à? Đấy. Thơm lắm anh ơi. Mùi như kiểu chả rồi ấy. Chả tôm ấy. Quả này chưa tới đâu nhưng mà tốn là khớ khớ dầu rồi anh em ạ. Nó dày quá, nó không nở được mấy nốt ấy. Không chín được không? Ăn thì nó cứng khỏe quê. 100 sợi chín chín ấy. Nếu cả cái nồi này mà không được cao dầu nhỉ? Cao dầu nó đổ 3 lọ nó vào là cao hết. Cao dầu. Cao dầu là thế nào là cao dầu? Ngập ấy. Cho nhiều vào là ngập hết. Rồi đi mua đi. Đấy. Quan trọng là cho nó chín đấy. Cho nó dày quá nó không chín được đấy. Ăn gì nữa, ăn như bánh đa đấy mà chị ạ. Ăn như chả. Cháy rồi này. Thế lấy đi ấy. À, ra trước đã. Khả năng chỉ được như thế này nhưng mà nữa là cháy đấy. À, cho quả dày này nhá. Quả này đi. Nếu mà mỏng chắc chắn là sẽ thành công rực rỡ. Nhưng mà đây là dày quá. Giờ dùng nó sủi nhanh. Đấy, nó sủi nhanh luôn rồi. Đấy. Tầm đây nó sủi mình ghê. Đấy. Đúng rồi, sủi tăm rồi mấy ông nhé. Nhưng mà không được to nhỉ, nó không được thông to lên nhỉ. Phổ thông giống hệt bánh đa này, các cái vừng nào là thành bánh đa kế nhỉ, bắc giang cháy mẹ luôn. Vàng đi ạ. Nó chỉ sùi lên thôi mọi người ạ. Thơm nữa rồi. Dày quá. Lúc mình ăn khô chả có mùi gì cả. Bây giờ mình thơm này. À, thôi. Ui, cái này miếng nó dày nhất này. Không biết chín được không cơ. Anh để quả này cho nó quan tít rồi. Nhỏ nữa. Con tít thì nó sống.
dày quá nó không thèm quan gì. Mình cứ tưởng phồng ra bằng mâm. Ui. Không chín lắm, chín lắm. Mình nghĩ là chín đây ạ. Thơm lắm. Ok nha mọi người nha. Đây là hai chiếc bánh phồng tôm, ba chiếc bánh phồng tôm mà anh em mình dày công làm 2 ngày rồi. Chuẩn phồng tôm luôn nha mọi người nha. Đây mới gọi là phồng tôm. Còn người ta bán không biết có phải là phồng tôm không. Phồng được mấy cả ủi nó dài. Ôi trong nó còn chưa dày quá. Trong nó vẫn còn mềm này. Thấy chưa? Nó dày quá nó không nở được đấy chứ. Cái nghề anh kém. Điên à. Đoạn đầu ấy là mình sẽ định làm một cái khúc khúc nhỏ nhỏ như thế này. Thái lát ra nhưng mà làm thế thì nó không thôi lắm mọi người ạ. Anh hiểu bánh ra ấy. Mình sẽ thử. Ngon ăn phồng tôm. Mời mọi người nhá. Thôi. Tao ăn tập chưa thấy một cái vị gì cả. Thơm. Chỉ có mùi thơm thôi. Dài. Món này à? Không thành công, thất bại. Thì chín rồi. Có đoạn dài á. Dài chưa chín thì trong sống nè. Dài quá, không chín nổi.